Hello, Lan chào cả nhà. Tối nay gia đình Lan ăn bò nhúng giấm nha bà con. Michael nó thèm, con Lan nó thèm tội nghiệp. Nó nói mẹ làm bò nhúng giấm ăn. Đó. Tại ăn bò nhúng giấm rồi phải đông đông mới vui, cả gia đình mới vui. Chứ ăn ít quá thì không có vui. Đó, bữa nay nó không có đi làm. Rồi ở nhà làm bò nhúng giấm ăn hết nhà. Thôi mời bà con vào bếp với Lan nha. Mời cả nhà. Hello, Lan chào cả nhà. Tối nay Lan chuẩn bị ăn bò nhúng giấm nha bà con. Nhưng thì không có bò không nha, bò thì đang có mua này khoảng 1,7 kg bò ta sắt sẵn giùm Lan mỏng mỏng luôn rồi, còn này mực thì dì Ngọc làm giùm Lan luôn rồi 5 con, với Lan mua tôm đó, tôm này của Úc nha, nó luộc sẵn ngoài biển rồi con. Rồi ở đây thì đang chuẩn bị làm mắm nêm, mới cắt sả, mới bẻ trái tắc, ớt ớt hai loại, loại cay loại ít cay, tỏi, mắm nêm cô ba. Rồi ở đây thì đang chuẩn bị lon nước dừa tươi đang pha với giấm á bà con. Xà lách, rau cải thì tùy theo mùa đi nha, có cái rau cải nào thì mình ăn cái đó. Rồi ở đây Lan có chuẩn bún nha, có chuẩn bún. Rồi thôi Lan mời bà con vào bếp với Lan, pha giấm với làm mắm nêm nữa là được rồi. Giờ Lan đi đi theo mấy bụi lan, Lan cắt mớ tí tô nha bà con. Theo mấy bụi lan mà có tí tô nghe mắc cười không? Đó, nó mọc tùm lum cho mấy bụi lan Lan nè. Còn ở đây bà con ơi, nó rớt hột nó lên nè, Lan ra Lan hớt một mớ nha, ăn nhiều thì cắt nhiều thôi. Tí tô đó nó rớt hột mà nó lên tốt vậy đó. Đó, bữa khác mình ăn nữa thì mình hấp cắt nữa nha. Đây cao nhiều nhiều ở đây nè, đó, bên đây nữa nè, chắc đủ rồi, nhiều thôi, không có lấy gì nhiều quá đó. Không biết sao rau cải mà nó mọc tí tô rồi tùm lum hết trơn nè bà con, đó thấy không, nó mọc đầy chứ là ngò nữa, mới chạy ra sao cắt được một mớ tí tô nữa đó bà con. Trong mấy cái chậu á nó tự động nó lên chứ Lan không có ương, không có trồng gì hết nha, tí tô nó rất là dễ. Rồi rồi bây giờ đang để nó vô cái máy xay nha, cho nó nhanh chút xíu. Rồi đây Lan đi xay nữa nha, rồi Lan để khốn vô thêm Lan xay nữa nha. Ủa, đó chút xíu nhìn lại quên đó. Đó đây rồi Lan để ra nha, thì ở trong này xả tỏi ớt rồi Lan xay khốm chung luôn rồi nha. Đó, rồi bây giờ chút xíu nữa mình bỏ chanh với đường vô với mắm nêm nữa là được rồi nha bà con. Rồi Lan khui với mắm nêm cô ba rồi Lan để vô hết da luôn nha bà con. Tại vì mình ăn chắc không hết đâu đó, mà nhưng lỡ rồi làm có gì để dành tủ lạnh. Rồi giờ Lan để đường vô. Đường thì Lan để cái muỗng này hơi nhỏ hơn cái muỗng Lan canh nha. Lan để 4 muỗng trước rồi nói sao, 4 muỗng. Rồi bây giờ Lan sắt cái trái tắc nha bà con. Nhà người kêu trái tắc, người kêu trái quắc, trái hạnh cũng là nó đó. Bây giờ Lan để trước vô hai trái rồi, rồi coi nói sao rồi Lan mới để thêm nha. Rồi để Lan quậy nó lên rồi, rồi cái quậy cho nó tan đường đi, mình hãy nêm lại coi nó sao nha. Nó còn mặn lắm bà con ơi, để Lan bỏ đường vô thêm nha. Nói chung nêm nếm đồ thì tùy theo khẩu vị gia đình mình ăn đi nha chị em. Đó, mặn lạt gì mình bỏ thêm vô. Rồi Lan để trái quắc vô thêm nha. Đó, mình sắt quắc mình nặng vô thêm. Với Lan sắt mấy cái trái quắc nhỏ đó, Lan sắt còn xanh đó bà con, Lan sắt lấy vỏ rồi Lan để vô nha, cho nó ăn chúng cái vỏ cho nó thơm. Cái mắm nêm của Lan làm xong rồi nha bà con, nhưng nó hơi thiếu khóm, ít khóm quá, phải nhiều chút xíu nó ngon. Bây giờ bắt đầu để hành phi vô. Michael bấm bấm nước cho nó sôi thêm lần nữa cho nó nhanh con. Lấy canh giấm giùm bà nội nha. Cái VBG đó, nó lấy qua cho mà nội đi, thank you. Rồi Lan để nước dừa tươi vô nha. Thank you, quá đi má, dục vỏ bỏ giùm nội đi, dục bỏ. Nói tiếng Việt với nói cho nó hiểu, chúng nhau nói tiếng Anh không nhỏ, đồng nghiệp cũng hiểu vậy đó. Nữa, nó đi vô đường, nó nói lén, không biết. Cảm hiểu đủ rồi. Ông Nguyên sợ chú quá. Rồi thiếu quá đổ vô nữa, rồi hồi đổ nước nó tràn mẹ nó. Ông thợ nấu ngồi cái bên sợ chua ha. Trời đây. Giấm, muối, đường, bột ngọt. Rồi bây giờ Lan để kêu Michael đưa ấm nước lên chế vô nữa nha.
ấm nước sôi cho nó nhanh. Rồi cắt cái mực cho cái cháu nội nè. Đủ rồi. Rồi bao nhiêu chút không? Ba mẹ. Để miếng củ hành vô. Mà còn là phải củ hành lắm. Cái món này là làm nhanh nhất nha bà con, bò nhúng giấm mà thay vì lăn có mực nè, có tôm thêm nữa nè nha. Đó, xong mực tôm, còn ở đây lăn khoa nước súp rồi. Rau cải rửa là xong để vô, rất dễ dàng thôi, không có gì hết á. Cái món này rất nhanh nha, nhưng ăn ngon miệng, mãi cổ đang thèm bà con. Ở đây mắm nêm. Mắm nêm thì ăn chắc không hết đó bà con ơi. Nếu mà còn lại mình chưa để vô tủ rau nha. Rồi anh Liêm mời cả nhà đi anh Liêm ơi. Mời cả nhà. Ăn bò nhúng giấm. Ủa để mẹ lấy cái gì quên nữa, lấy cái ra. Cái nội tôi thích mực để tôi mực, bỏ mực. Tôi nói sôi để mực vô đi anh. Yeah. Rồi Lâm mời cả nhà nha. Còn tôm á, tôm thì dụng sơ thôi. Nó đừng trụng. Bỏ cho nó ập quên thôi mà. Mẹ bị mồm, lưu bị mồm. Mà em lọt, em mới lấy đồ bó xương. Dạ, 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 xịt. Lấy đồ bó xương nó về. Lấy cái đồ cho mẹ bỏ xương. Cái đồ của nào mình dùng bó xương. Tết. Dùng bó xương. Đây nè. Đây. Nhưng mà cái bình lốt nè. Rồi, đứa nào, ta phải chụp sơ, ta lọt cho. Chụp sơ cái này lọt cho. Lọt cho cháu nổi. Tôm ta trụng sẵn ngon lắm bà con ơi. Expert skills to roll this one. Can you do it? Yeah. Alright. Hết biết rồi.
có ba cái chân mà đội ta làm sẵn cho ăn không nổi. Yeah, yeah, yeah. Anh cái không có liêm nào mà làm con trai. Ở đó anh liêm ăn lên liêm. Chui chui chui. Dip some a little bit of soy sauce. Này ba. Wow, thank you. Mẹ. Mẹ cá. Mẹ cho đôi cái đi. Chưa gì nói không biết cuốn không hả? Không thích chứ mà gì hết. Ăn bánh tráng màu nò lắm. Đó tặng anh to. Thêm một cái đi. Nè, tặng này nè. Để đó đi. Dục vô đây mà. Chín quá ngon. Đi chút xíu con lấy cho mình. Thịt bò ai ăn thì này chồng đi. Đây đây đây, bò nè. Ủa hành sống hả cái gì? Dĩ á. Dĩ á. Thích à. Cái nhà đó có động lực tôi làm được rồi đó. Nắng nó nắng ngoài học thơm. Nó luộc ngoài biển không biết sao ngon dữ lắm mà mình mua về nhà mình ở luộc ăn liền ok mà để vô tủ lạnh để ra để vô nó ngon. Cơm ngon. Wow, được thôi. Đây. Hẳn lột mớ nữa luôn. Khỏi đó trụng chẳng. Có thằng cháu không? Có chưa? Chưa. Sao dặn cái gì rồi? Không có. Thế em ăn được. Dâu mình ăn ở nhà bữa nay ăn tương. Nghiệp ly em. Dạ sao? Ừ, ba cái gì? Bị gì? Nè, nó ba à, mẹ ăn rồi, có sao? Em mà tự nghiệp sao nó cũng nó lên. Bữa nay nó đi làm. Nó làm. Có kêu đi cho. Dạ, không kêu đến thứ bảy nha. Nhìn nó luôn. Đâu sao đâu, thứ bảy ăn cái khác nữa. Nó lên. Mình không chịu lên. Nó làm cái món khác ăn nữa. Nó lên. Phải ở gần gần, phải ở nhà bên đây được rồi. Mua ép mua gần cho nó ở nó chịu đi. Nó chịu không? Đây. Đó, này lột nhiêu rồi ăn hết nó này lột thêm. Tôm thằng gì ngọc tươi không? Không để ý mua là cái tôm này nó có hai loại nha bà con, một loại là của Thái với của Indo nha, không phải tôm Úc nha. Hồi nãy con gà có bò bún không? Người ta để chữ đó. Người ta để chữ đó con. Mình coi con phải dòm á. Ở Úc là ta để ở Úc ta dám để ra nước khác rồi, còn nước nào để nước đó là ta ở đây nó phạt nặng á. Ta hiểu nè. Giống như mắc in ở đâu á thì con phải để đúng ở đó hiểu không? Đúng rồi. Ừ, con để ở đây mà để tầm bậy bạ nó phạt là kìm như chết á. Cho nên nhầm khi mình thấy nó rẻ mà mình phải coi kỹ là coi có Úc hoặc cá không vậy, cá chẻm cái gì ở Indo chứ, ở Malai chứ Thái Lan, Indo Thái Lan. Thì bây giờ mấy loại mà mua đồ ăn bên nước ngoài vô á mà nên bán lại trong mấy siêu thị á, cần để cái chỗ mà nó từ nó làm ở đâu, nó làm đúng rồi, ở đâu luôn á. Đúng rồi chứ không có được mà để ở Úc, để giả ở Úc là chết với nó nữa. Rồi thôi anh đi rửa tay nhiêu được rồi. Dưa leo nhiều lắm nha mày còn. Dạ. Dưa leo sợ có sợ này. Uống vô. Qua squid's done bro. Rồi bảo đảm cái cuốn này nó xì nè. Bởi. Cuốn của mẹ nó chút xíu là nó lâu xì. Lâu quá. Biết ăn nó. Lâu quá. Mực mực. Rồi lại ăn này nóng ngon à. Dạ. Khổ chạy à. Biết qua thôi. I get a fork. I got a fork. Okay. Rồi lăn cuốn. Fork or hands. Chopstick. Yeah. Không có nhát thịt dai còn. Chopstick không ạ? Không ạ? Chopstick. Chopstick để cắn sốt đồ ăn. Dì ơi, bốc tay. Mẹ. Lỡ ăn nè. Chưa hiểu này nè. Cuốn gà. Ừ. Ngon hả vậy con? Loại khác. Ừ. Có nhiều công ty lắm mà bao người khác á. Khác này quá nhiều nhiều. Mày ăn mày lấy. Qua nhớ nhiệt luôn cho con. Mày còn. Nè. Ngồi ăn mà cắn sốt rồi. You want tomato? Tomato put a little bit here nè. Bút rồi. Sốt rồi. Con mới muốn được. Cuốn sao mà bể chân. Bể
bỏ ra ngoài. Rồi hết kêu nội lành nữa ha. Con lái. Dạ. Dạ. Yeah. Yeah. Thôi cắt cho ba bà nội ăn mà con. Ừ. Ăn cháo mà đi. Gửi cho sắc cho ba. Sao tôi làm hỏi là tôi chắc không? Không biết gói là hồi nào giờ làm ghét cuốn dữ lắm. Không có khéo dùng cuốn này nha bà con. Biết you want biết you can cut a lot up to you because I cut more for you okay you hit me let's see which one you like you can cut Nice hot, not spicy. It's icy, icy. You want this more? No, được rồi. Còn em xéo. Cái này con ăn con lấy ơn được rồi. Chín hết rồi đó. Bạn đi, con còn giữ ăn mà. Nó sơ. Nó sơ cả tới. Chắc nghe nó cái gì, còn cái này nó cắn hết rồi. Mập như con chốt, ăn là có sao đâu. Đó. Lúc dắt về mà cứ vợ nhiêu 23 tuổi rồi ta. Yeah. Rồi về cái đầu tiên mâm đồ ăn ra cái nó muốn ăn cá ba nó ngồi gỡ chung vậy nè. Mày gặp có anh Chui, có chị Sáu bên vậy cô vợ luôn. Không biết cái thằng này bị gì nó bên lớn mà còn mà cái nhà cũng đưa. Còn giá cá sợ nó bị mất xương nội ơi. Nó đó bây giờ với bự vậy đó, nó mà ăn cá nó cũng dễ nè. Ăn cua ăn cá. Đúng bỏ mực nữa. Mày nghĩ hả? Chút thôi. Anh không ăn hả? Mới bỏ vô phải không? Ờ mới bỏ anh ăn đi, em không ăn. Không, để đi. Cái này nè, để nước dừa tươi. Mẹ còn một thùng nước dừa tươi dưới nha. Còn có thấy không? Đó, đúng không? Nguyên một thùng ở dưới á. Mà muốn kiếm cái gì xuống dưới bưng ra thùng thùng coi. Cái này tôi cũng biết rồi. Mình bên cái nào mà. Mình lên ăn mà biết. Xem qua. Có rồi. Ôi đừng nhúng nhiều quá, uống bể kìa. Nhúng sơ thôi. Đủ mất, ăn mất chắc. Đủ rồi, như one more. Khó. Ăn nữa không, ông nội hỏi. Quán cuốn, one more. Thành công đi. Đó nè. Rồi, ngon quá trời luôn rồi bà con. Ừ. Lâu lâu ăn ngon lắm nha bà con. Khỏi là ăn cũng cái tốt vừa phim cho anh liền nha. Mai còn ăn tiếp đi. Cho em uống dâm bia mới đi cho nó lạnh. Mời cả nhà, uống bia mùa hè uống bia ngon. Chết rồi thằng con tôi đang ăn xong nó mệt quá à. Chắc lên. Rồi thôi Lan xin chào cả nhà, hẹn bà con lại clip sau, bye bye. Chúc bà con ngày mới vui vẻ, bye bye bà con. Thằng cháu nội nó lên bye, bye. Bye, chào cả nhà.